Ôi không, ta đang định làm một tòa nhà thật là đẹp, nhưng mà có động đất rồi. Bạn có biết việc nghiên cứu động đất và cường độ của chúng được gọi là địa chấn hay không? Kể cho các bạn nghe câu chuyện về thang đo Richter của Charles Richter nha. Thang đo được các nhà địa chấn học dùng để đo cường độ của một trận động đất. Tiến vào nào. Không phải đâu các bạn nhỏ, đây không phải là con lắc đâu. Đây là máy đo địa chấn, đo những chuyển động của trái đất đấy. Wow. Sóng càng lớn thì cho thấy càng nhiều chuyển động so với sóng nhỏ. Người đàn ông này, tiến sĩ Charles Francis Richter, ông là nhà vật lý lý thuyết. Khi đó, ông vừa mới được yêu cầu đến làm việc tại một phòng thí nghiệm địa chấn ở Caltech. Richter thấy có vấn đề với thang đo Mercalli. Đầu những năm 1900, người ta dùng thang đo này để đo cường độ của động đất. Thang đo Mercalli chia mức từ 1 đến 12. Độ 12 là độ cao nhất khi có sự tách ra và những vết nứt nhìn thấy được trên đất. Richter thấy việc này là quá chủ quan, vì vậy ông đã quyết định tạo ra một thang đo toán học để đo động đất. Một ngày nọ, khi làm việc với đồng nghiệp của mình, tiến sĩ Gutenberg, họ tìm ra một nghiên cứu chỉ ra chuyển động của trái đất đi ngược lại khoảng cách với tâm chấn của động đất. Họ thử tái tạo lại, nhưng kết quả trả lại vượt qua phạm vi ngoài bản. Khi đó, tiến sĩ Gutenberg gợi ý tạo ra đồ thị logarit. Mỗi điểm trên thang đo tăng một lần mũ 10 và dựa vào tổng năng lượng tỏa ra từ động đất. Nhìn vào đồ thị để hiểu hơn nữa nha. Richter phát họa hàng trăm loại động đất khác nhau theo cùng một kiểu. Ông nhận thấy tất cả chúng đều theo một khuôn mẫu giống nhau. Ông tạo ra một đường cong tiêu chuẩn dựa trên các đường cong khác. Bằng việc so sánh sự khác nhau logarit phát họa ra khác với phát họa tiêu chuẩn, ông tạo ra một thang đo mới để đo cường độ động đất. Thang đo Richter vào năm 1935. Nhưng tất nhiên, thang đo này đã được cải thiện theo năm tháng. Chờ đã. Mỗi ngày, trái đất xảy ra khoảng 9.000 vụ động đất có mức độ dưới 3 Richter. Đó là một con số rất nhiều, nhưng mà thiệt hại thì không hề đáng kể. Các bạn có biết trận động đất kinh khủng nhất của thế kỷ 20 xảy ra ở Chile vào năm 1960 với cường độ 9,5 độ Richter, để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Buồn thay là chưa có thiết bị nào có thể ngăn chặn động đất cả. Chờ đó nha, ta sẽ quay lại với một phát minh khác sớm thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.